Một câu chuyện khác cũng rất là nhân văn trong những ngày này đã khiến nhiều người cảm động. Có một lời thỉnh cầu của chị Khánh Thương là giảng viên khoa báo chí của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, người sáng lập và điều hành mạng lưới ung thư vú Việt Nam và đồng thời cũng là một bệnh nhân mắc ung thư giai đoạn cuối, gửi tới Bộ trưởng Bộ Y tế vào những ngày đầu năm 2015. Chị Khánh Thương đã đem băn khoăn với vị tư lệnh ngành y về việc bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2015, Quỹ Bảo hiểm Y tế sẽ chính thức điều chỉnh cắt giảm việc chi trả cho 4 loại thuốc ung thư. Điều này có nghĩa là hàng nghìn người bệnh ung thư đang điều trị dở dang sẽ chọn cái chết thay vì trả 1,3 triệu đồng cho một viên thuốc mỗi ngày. Dày dứt với những băn khoăn của Khánh Thương cũng như nhiều người bệnh ung thư khác thì Bộ trưởng Bộ Y tế đã viết tâm thư trả lời. Đây là những dòng chữ mà Khánh Thương chia sẻ trong bức tâm thư gửi Bộ trưởng Bộ Y tế. Mới đây, tôi lại nghe vụ bảo hiểm y tế cho biết, từ ngày 1 tháng 1 năm 2015, sẽ có 28 loại thuốc đều là thuốc mới, đắt tiền, chi phí điều trị cho một người có thể lên tới 1,2 tỷ đồng một năm. Và Bộ sẽ thay đổi phương thức chi trả cho bệnh nhân. Hướng mới là giảm chi từ quỹ bảo hiểm xuống còn 30-50% tiền thuốc, thay vì 50-100% như trước. Điều ấy có nghĩa rằng sẽ có hàng ngàn người đang dở dang điều trị, sẽ chọn cái chết thay vì trả 1,3 triệu đồng cho một viên thuốc mỗi ngày để duy trì mạng sống cho mình. Tuy nhiên, mỗi ngày được sống thêm trên đời của con người nói chung và bệnh nhân ung thư là vô giá. Trong điều kiện Quỹ Bảo hiểm Y tế đã kết dư liên tục từ năm 2010 đến nay và hiện đang còn dư trên 20.000 tỷ đồng, thì tại sao lại để bệnh nhân phải chọn cái chết và không tiếp cận được với điều trị? Thân mật gọi Khánh Thương là một cô gái Việt Nam bé nhỏ. Trong tâm thư trả lời Khánh Thương, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã viết thư trả lời giải thích rõ về những lý do khiến các cơ quan quyết định như vậy. Bộ trưởng Bộ Y tế chia sẻ, đất nước ta vẫn còn khó khăn, điều kiện đảm bảo y tế cho người dân vẫn còn nhiều hạn chế. Hơn nữa, Quỹ Bảo hiểm Y tế không thể chi trả cho tất cả người bệnh, nên nếu dành kinh phí quá nhiều để điều trị cho một hoặc một số ít người, sẽ làm mất đi cơ hội điều trị của nhiều người khác. Chính vì vậy, việc phải đưa ra quyết định trong những tình huống như thế này rất khó khăn, nhất là việc đó liên quan trực tiếp đến sức khỏe tính mạng của người dân. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng nhấn mạnh, việc cắt giảm chi trả sẽ không làm mất đi cơ hội điều trị cho các bệnh nhân ung thư. Bộ trưởng Tiến nói, cháu hãy tin rằng, với lương tâm một thầy thuốc, một người phụ nữ, cô cùng đồng nghiệp sẽ luôn cố gắng hết sức để đem lại những điều tốt nhất cho người bệnh. Thưa quý vị và các bạn, những lo lắng trong bức tâm thư đầu năm mà Khánh Thương gửi tới Bộ Y tế cũng là lo lắng chung của nhiều bệnh nhân ung thư. Vì nếu có sự cắt giảm thì cơ hội chữa căn bệnh hiểm nghèo này của những bệnh nhân là rất hẹp. Tuy nhiên, ngành y tế khẳng định việc cắt giảm này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cơ hội điều trị của người bệnh và đối với những người đang điều trị từ trước ngày 1 tháng 1 năm 2015. Trong danh mục thuốc được bảo hiểm chi trả, Bộ Y tế khẳng định chỉ có 9 loại thuốc Quỹ Bảo hiểm Y tế đang thanh toán 100%, nay giảm tỷ lệ xuống 50%, gồm 4 thuốc điều trị ung thư, 5 thuốc điều trị các bệnh khớp, viêm gan C, giải độc, điều trị thiếu hụt hormone tăng trưởng. Trong đó tiếp tục bổ sung 5 thuốc mới trước đây quỹ chưa thanh toán và 11 thuốc điều trị ung thư chống thải ghép vẫn giữ nguyên tỷ lệ thanh toán là 50%. Việc cắt giảm chi trả 4 loại thuốc điều trị ung thư đắt tiền từ 100% xuống còn 50% khiến nhiều người bệnh lo lắng sẽ phải dừng điều trị do không đủ tiền. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết những người đang điều trị 4 loại thuốc ung thư này trước ngày 1 tháng 1 năm 2015 vẫn được bảo hiểm chi trả 100% đến khi kết thúc liệu trình. Những người bệnh mà trong phác đồ điều trị thì sẽ không có khó khăn gì với những bệnh nhân mà đang điều trị. Còn những bệnh nhân mới, các phóng viên hỏi thì rất đúng. Tôi nghĩ là sẽ có rất nhiều các phương pháp để điều trị đối với một bệnh nhân ung thư cụ thể. Trước lo ngại, nếu cắt giảm chi trả 4 loại thuốc điều trị, đích chữa ung thư sẽ làm mất cơ hội điều trị của người bệnh. Phó giáo sư tiến sĩ Mai Trọng Khoa, Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Giám đốc Trung tâm Ung biếu Bệnh viện Bạch Mai khẳng định, người bệnh vẫn có nhiều loại thuốc tốt tương đương để lựa chọn, bởi 4 loại thuốc này không thể kéo dài thời gian sống của người bệnh, mà chỉ làm chất lượng cuộc sống của người bệnh khá hơn và có thể sử dụng các phương pháp khác tốt hơn như là xạ trị, hóa trị, không nhất thiết phải dùng thuốc này.
Các cái thuốc, ba cái thuốc điều trị đích đó mà đang từ 100% giờ chuyển 50 thì chỉ là một trong các phương pháp điều trị, một trong các công cụ. Và hầu hết các thuốc này được điều trị ở giai đoạn muộn và có những chỉ định rất là chặt chẽ và có nhiều phương pháp khác có thể được thay thế. Hay nói cách khác là ở ung thư giai đoạn muộn thì chúng ta có nhiều phương pháp điều trị, trong đó có 3-4 loại thuốc này. Và như vậy bệnh nhân và người nhà bệnh nhân hoàn toàn yên tâm, đặt giả định rằng bệnh nhân không có khả năng chi trả đối với thuốc này, chúng ta vẫn có các phương pháp điều trị khác thay thế. Ngành y tế cũng khẳng định để hỗ trợ cho những bệnh nhân ung thư sử dụng 4 loại thuốc điều trị trên, sau ngày 1 tháng 1 năm 2015, Bộ Y tế sẽ hỗ trợ một phần chi phí cho những bệnh nhân này từ Quỹ Hỗ trợ Khám chữa bệnh Người nghèo, vận động các công ty được hỗ trợ thêm một phần chi phí cho bệnh nhân thông qua viện trợ thuốc hoặc hỗ trợ một phần chi phí thuốc bảo hiểm y tế. Như vậy là người bệnh ung thư cũng sẽ bớt lo lắng đi phần nào. Tuy nhiên cũng phải chờ cho đến khi chính sách đi vào cuộc sống thì mới có thể khẳng định là chính sách có hướng đến quyền lợi của bệnh nhân hay không.